Vừa qua, Hoa hậu Quý bà Phương Lê và nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Sự kiện chỉ có khoảng 10 vị khách là những người thân thiết nhất với cặp sao. Trong buổi lễ, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân tâm sự, anh và em quen biết nhau cũng hơn một năm rồi. Một năm qua xảy ra nhiều biến cố ảnh hưởng tới tên tuổi của cả hai chúng ta. Nhưng chính nhờ những điều như thế anh cảm nhận được em là người mà anh sẽ đặt trọn trái tim để cùng em đi suốt quãng đời còn lại. Trước khi làm lễ đính hôn với Phương Lê, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết anh từng trải qua vài mối tình dang dở, trong đó có hai lần định kết hôn nhưng không thành. Nhiều năm qua, nghệ sĩ sống độc thân, anh nói nhờ đi hát ở đâu cũng được khán giả yêu thương nên anh vơi bớt nỗi buồn vì thiếu vắng người bên cạnh bầu bạn. Dù vậy, Vũ Luân thừa nhận những lúc về nhà ngủ tôi lại thấy cô đơn. Về Phương Lê, cô giành vương miện Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 diễn ra tại Philippines. Ngoài danh hiệu trên, cô là chủ đầu tư và chủ tịch hội đồng quản trị của hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, resort và nhà hàng thuộc tập đoàn danh tiếng tại Mũi Né, Phú Quốc, Nha Trang. Thỉnh thoảng mới xuất hiện tại một vài sự kiện giải trí nhưng Phương Lê được biết đến là tay chơi hàng hiệu bậc nhất showbiz Việt. Cô sở hữu nhiều nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng, túi da cá sấu của Hermes trị giá 2 tỷ. Cô còn gây choáng khi công khai bộ sưu tập túi sách đắt tiền của những thương hiệu có tiếng trong làng thời trang như Chanel, Dior. Hậu đính hôn, Phương Lê tuyên bố bàn giao tài sản cho Vũ Luân để anh làm giám đốc chuỗi nha khoa nổi tiếng mà mình sở hữu. Từ nay về sau, anh Luân sẽ xuất hiện nhiều hơn với vai trò tổng giám đốc hệ thống nha khoa. Em thì sẽ làm văn phòng nhiều hơn, nói gì nói chứ, em kể mọi người nghe. Định hôm nay anh Luân đi làm một mình nhưng cuối cùng buổi sáng anh ấy nói thôi đi làm với Luân đi. Kiểu như bây giờ chưa có rời nhau được, vẫn chưa chịu đi làm một mình. Hoặc có những lúc đi một mình nhưng ra tới công ty là kiếm chuyện để gọi cho em, cô hạnh phúc chia sẻ. Khán giả để lại bình luận dưới đoạn clip chia sẻ của Phương Lê. Trời có được chức giám đốc nhanh vậy, tính ra làm giám đốc dễ vậy nè. Không phải không muốn đi làm một mình mà muốn có người che chở á. Cố gắng hạnh phúc nha hai đứa, có gì mạng xã hội dậy sóng tội lắm. Được biết, trước khi đính hôn với Vũ Luân, nàng hậu sinh năm 1979 bị đồn từng là người thứ ba, ly hôn giả rồi diễn cảnh hẹn hò với nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân để thu hút sự chú ý, PR tên tuổi. Về thông tin cho rằng Phương Lê từng là người thứ ba, Hoa hậu Quý bà bức xúc nói. Phương Lê kết hôn với người chồng đầu tiên và chỉ có một người chồng. Từ xưa đến giờ Phương Lê chỉ có một người chồng, kết hôn năm 2010. Phương Lê sâu, công bố, thông tin cho mọi người coi, nếu không tin thì có thể dùng cách nào cũng được để trích lục lại. Phương Lê lấy chồng và kết hôn rõ ràng, hợp pháp, không hề có chuyện đi theo ai, giống như những lời bịa đặt trên mạng thời gian vừa qua. Phương Lê là vợ hợp pháp, chồng cũ đã từng có một đời vợ, anh ấy đã ly hôn 10 năm mới lấy Phương Lê. Phương Lê không phải là người thứ ba, không phải bồ hay là người cặp mà là vợ hợp pháp từ năm 2010. Phương Lê ly hôn vào năm 2022. Nhân đây, trong livestream này, cho phép Phương Lê xin lỗi anh rất nhiều. Ly hôn rồi mà anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những cái tiêu cực trên mạng vì em. Em xin lỗi anh rất nhiều và xin lỗi con rất nhiều, cũng như những người liên quan, kể cả anh Vũ Luân bạn trai Phương Lê. Em xin lỗi vì em mà mọi người đã bị lôi kéo vào chuyện này.